chúc mọi người được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Đây là nhà mình cũng có một chút không khí Tết cho gia đình ha. Mình cũng làm Tết nữa, mình ở xa nhà, nhớ Tết Việt Nam, nhớ mọi người thân thương. Mình cũng làm cái Tết nho nhỏ cho gia đình của mình. Tuy rằng con mình đi học nhưng mà mình vẫn làm cho nó vui ha. Đây là giò thủ ở nhà mình tự làm nè cả nhà. Bánh tét luôn. Mình gói một ít bánh tét để cho gia đình mình. Chồng con mình thích ăn bánh tét. Mình làm. Mình cũng kho một nồi thịt kho nè, thấy không? Thịt kho ngon lắm đó. Tự mình cho mình là kho ngon luôn. Nhâm mì ăn cơm ăn với dưa cải ha. Cải muối làm dưa đó. Đây mình cũng có nồi hũ qua luôn nè. Thấy hấp dẫn chưa? Đó. Đây là Tết truyền thống luôn. Tết truyền thống ở cả nhà ha. Thịt kho hộp vịt. Mình không có hộp vịt, mình có hộp gà. Ăn cũng bá chí luôn á, bá chí mà chết luôn. Mình kho đây rồi mình nêm nếm lại coi vừa ăn chưa ha. Mình nêm thêm một ít nước mắm vào nữa. Mình nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình của mình. Đây mình cũng làm một ít dưa món nè. Đây còn có su hào, cà rốt, củ cải trắng, đu đủ, với ớt của mẹ, ớt xanh của mẹ. Làm để dành ăn.